Xin chào các bạn ha. Tiếp tục cái chuỗi hướng dẫn về Camtasia đó. Thì trong cái video này đó, mình sẽ tiếp tục hướng dẫn về cái phần hiệu ứng của chữ. Thì cụ thể á, ở đây mình đang tạo ra một cái hiệu ứng cho chữ, gọi là hiệu ứng lớp phủ. Thì hiệu ứng lớp phủ này á, nó có công dụng là làm thế nào á, để khi mà chúng ta thêm cái chữ, tức là thêm tag vào trong cái video mà giúp cho người xem á, người ta có thể dễ dàng nhìn hơn. Dễ dàng như thế nào? Mình ở đây mình có một cái ví dụ nha. Bình thường thì giả sử như nó chỉ có một cái gọi là track 1, một cái là track 3 chỗ này thôi, không có track 2. Thì khi mà mình thêm chữ vào mình lay đi thì các bạn thấy là cái chữ màu trắng này nè, nó sẽ rất là khó nhìn khi mà cái nền ở dưới nó sáng, đúng không? Dĩ nhiên ở đây chúng ta có thể thêm màu sắc cho nó, ví dụ chuyển ra màu xanh, màu đỏ, màu gì đó. Tuy nhiên câu chuyện lại xảy ra ở một cái trường hợp khác. Giả sử như cái nền không phải là màu trắng nữa, mà cái nền ở đây nó sẽ có màu đỏ, màu hồng gì đó. Thế thì khi mà chúng ta đưa chữ vào thì nó lại xảy ra cái chuyện là chữ và cái nền nó lại có những cái màu tương đồng. Thế thì rất là khó để người xem người ta nhìn cho nó rõ à. Thế thì cái video này mình sẽ tạo thêm một cái nữa gọi là lớp phủ. Các bạn thấy ở đây mình có một cái lớp phủ và mình làm cho nó tối đi cho nên khúc mà mình lay đi á, thì các bạn sẽ nhìn cái chữ này nè, nó rất là dễ nhìn cho dù bên dưới là màu gì thì chúng ta vẫn làm được Mình nhấn lay thử nè. Đó, các bạn thấy rõ ràng là với cái cách mà mình tạo ra một cái lớp phủ cho chữ thì bây giờ người xem sẽ rất là dễ nhìn, cho dù các bạn có dùng chữ màu trắng hay màu xanh, màu đỏ gì cũng được ha. Khi mà chúng ta có thêm cái lớp phủ ở dưới đây, thế thì mình sẽ làm từng bước về cái phần này để các bạn có thể nắm được cái việc tạo ra một cái lớp phủ để giúp cho cái chữ của mình á, khi được thêm vào cái video á, nó sẽ rõ. Thì bây giờ á, mình sẽ hướng dẫn các bạn làm từ đầu luôn để các bạn có thể dễ dàng các bạn nắm được các cái quá trình, tức là từng bước á, để các bạn có thể tự tay mình các bạn làm được. Ở đây mình sẽ vào file, mình chọn là New Project, các bạn chọn là No ha. Ở đây mình sẽ không có lưu cái Project lúc nãy mình đang làm. Rồi, bây giờ mình sẽ vào cái mục là Media. Trong cái mục là Media Bin. Rồi, bây giờ mình sẽ kích vào cái nút là Import Media. Mình sẽ chọn một cái video nào đó trên máy tính của mình nó có sẵn ha. Ví dụ như mình chọn cái video là mi sói gì đi ha, quỳnh quê đó. Mình sẽ đưa cái video này vào. Sau đó mình sẽ kéo cái video này xuống cái phần timeline. Timeline như thế này. Nếu bây giờ mình đưa văn bản vào, ví dụ như mình sẽ chọn cái văn bản này ha, tức là không có nền, mình kéo nó xuống. Mình sẽ thêm một cái chữ gì đó, ví dụ ở đây mình sẽ thêm chữ là kênh kiến thức ở đây. Lúc này mình sẽ kéo cái này ra ha, để cho cái khung nó lớn lên. Dĩ nhiên khung lớn lên thì chữ nó cũng lớn lên ha. Thì nếu như ở đây mình nhấn cái nút play thì các bạn sẽ thấy là cái chữ này á, nó cũng không đến nỗi là khó nhìn lắm, là do cái nền phía sau này nè nó có nhiều màu sắc, cho nên khi mà các bạn đưa cái chữ màu trắng vào thì nó cũng không đến nỗi Tuy nhiên giống như cái video lúc đầu á, mình làm ví dụ đó thì nó sẽ rất là sáng, cho nên là nó sẽ không có nổi bật cái này lên. Thế thì để làm cho nổi bật cái này lên á, thì mình sẽ làm thêm một cái nữa gọi là lớp phủ ha. Các bạn sẽ qua cái phần là Shape trong này ha. Ở đây để cho cái lớp phủ nó dễ nhìn á, thì thông thường mình sẽ chọn cái màu đen ha. Thì các bạn sẽ lôi cái này xuống, mình để ra track 2, tức là cái màu đen này nó sẽ che cái video phim ở dưới và nó nằm dưới cái chữ ở đây. Mình sẽ kéo cái này che hết cái phần này.
À, che hết cái video luôn. Rồi. Tuy nhiên để như thế này thì khi mà các bạn like á, các bạn sẽ không có thấy được cái nội dung video phía dưới. Thế thì trong trường hợp như vậy thì nó cũng chưa có đúng được với cái ý đồ ban đầu của mình ha. Thì ở đây chúng ta sẽ làm thêm một cái thao tác nữa với cái lớp phủ này. Ở đây khi chúng ta kích vào cái lớp phủ thì các bạn nhìn cái phía bên tay phải ở đây nè. Thì nó sẽ có một cái mục để cho chúng ta chọn cái những cái hiệu ứng ha, đối với cái đối tượng sáp này, tức là cái mục Visual Property này. Thì lúc này chúng ta sẽ quan tâm tới cái mục là Opacity. Opacity tức là trong suốt. Ở đây nó đang để 100%, cho nên là cái màu đen này nó thể hiện đúng chuẩn 100%, cho nên các bạn không nhìn thấy được phía dưới. Bây giờ mình sẽ kéo cái này giảm xuống nè. Đó, giả sử như mình kéo xuống khoảng 60 đi. Thì các bạn thấy là lúc này nó sẽ có một cái lớp phủ, nhưng mà giống như là phủ mỏng thôi. Nó sẽ che cái video của mình đi. Ha, và cái chữ của bạn á, nó sẽ nổi bật lên. Các bạn thấy không? Ở đây mình nhấn like thử nè. Đó, khi mà vừa kết thúc cái chữ xong thì chúng ta sẽ qua cái video bình thường của mình liền. Thì lúc này rõ ràng là nó sẽ rất là đẹp. Còn cái phần mới vô này á, thì chủ yếu là người ta sẽ tập trung vô cái tiêu đề của cái video này là cái gì. À, ví dụ như ở đây mình nói là được đề cử là ngôi sao năm 2018 chẳng hạn. À, thì các bạn sẽ ghi ở đây. Thì lúc mà người ta xem video đó, người ta sẽ tập trung vô cái chữ đó hơn. À, chứ người ta không để ý cái video phía dưới nhiều. À, ý đồ của mình là mình muốn tập trung vô để người ta biết cái chủ đề của video này là cái gì. À, sau khi người ta tốn khoảng vài giây, người ta xem cái đó, tức là khoảng 5 giây đó, thì tự động nó sẽ chuyển qua cái video. Thì lúc này nó sẽ tạo ra cảm giác dễ chịu hơn. À, thì nó sẽ giúp cho cái video của bạn nó ấn tượng hơn. Thì cái hiệu ứng này gọi là hiệu ứng lớp phủ. À, mình thường dùng cái nền màu đen cùng chữ màu trắng. À, các bạn có thể dùng những cái màu sắc khác tùy theo cái nhu cầu của bạn thôi. À, tuy nhiên cái ý tưởng ở đây là chúng ta sẽ tạo ra một cái lớp phủ. À, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Các bạn nhớ subscribe kênh ủng hộ mình và để lại những cái bình luận bên dưới nha. Chào các bạn.